Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 á. Nãy giờ thì mình kiếm được cũng được khá khá một sỏi nè, cũng như là cát á. Hai cái này thì mình kết hợp lại với nhau có thể làm được một loại vật liệu xây dựng rất là đẹp luôn. Và trước khi mình làm tiếp thì để mình đi cà kìa Enderman cái đã. Đốn bắt được em, vô đây. Xuống sông nè, quấn lộn xuống sông nè, xuống đây. Như nào? Lên bờ quýnh với anh luôn. Lên bờ quýnh với anh luôn. Ok. Rồi luôn, gáy cho đã, không rơi ra ngọc Ender. Buồn một chút nha. Rồi mình sẽ giết mực luôn để mình đổi thành bột nhuộm. Đây, bột nhuộm đen. Rồi bột nhuộm vàng. Hình như mình còn thiếu một loại bột nhuộm nữa. Ô, bà phù thủy. Căng vậy? Thôi, bảo mà chọn thuốc độc mình là mệt mình đó. Nhưng mà tính mình là thích cà khịa mà. Vô đây, cho bà. Ai cho nóc thuốc hả? Dám láo nháo ở địa bàn của mình. Tan đời liền. Rồi để bây giờ mình vô trong nhà mình lấy xương á, mình đổi ra bột nhuộm màu trắng á, để mình làm những cái block màu trắng cái đó. Tại vì mình đang thiếu đúng cái loại bột nhuộm đó thôi. À, xương là ở rương này. Đây. Xương. Cắt vô bớt. Rồi, bột nhuộm trắng. Thiếu gì nữa không ta? Để mình nhìn con gà coi. Con gà đâu à? Không nhờ. Ủa, hồi nãy mới thấy con gà đâu mà. Con gà là... có con mắt. Cái mỏ. Cái mình. À, con màu đỏ. Cái màu của nó là màu đỏ. Đây đây, có bông đỏ luôn. Lượm cái bông đỏ. Rồi mình đã đầy đủ những cái màu cần thiết rồi. Mình sẽ tiến hành chế tạo thôi ha. Với những cái màu này mình sẽ làm được rất là nhiều những cái cục bê tông á. Đây, bê tông. Đi ra đi. Ồ, làm việc ban đêm phiền thiệt á. Cứ bị quấy rầy à. Thôi đi ngủ. Không thức nữa. Thức đêm cứ bị cà khịa thôi. Rồi bây giờ thì trời đã sáng rồi. Mấy con này nó cũng biết như thế nào là ánh nắng của mặt trời rồi đó. Cho mấy người chết cháy luôn. Mình sẽ làm những cái bê tông á. Lần lượt là bê tông màu trắng nè. Một cái bê tông trắng đủ không ta? Để mình tưởng tượng coi. Này. Không đủ rồi. Bê tông trắng thiếu mất rồi. Xíu mình sẽ làm thêm sao á. Giờ mình sẽ làm bê tông đen, bê tông vàng và bê tông đỏ. Ủa. Đấy, có thịt gà ăn rồi. Được hai mấy cái rồi. Cũng khá là nhiều ha. Ồ, về đây Ripper, đi ra. Đừng có nổ tầm bậy nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành chế tạo những cái bê tông thôi. Cái này thì mình phải dục xuống nước để cho nó, nè, nó cứng lại. Hiện tại thì nó giống như là cát gì đó. Nó sẽ rất là xấu xí luôn. Mình sẽ cho xuống nước để cho nó đẹp hơn á. Đấy. Làm tương tự với bê tông màu đỏ, bê tông màu đen cũng như là bê tông màu trắng luôn. Rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu vào công đoạn xây dựng á. Tại vì cái chỗ này để bình thường nè. Nhìn nó cứ sao sao á. Kiểu nó không được đẹp. Nên mình sẽ tiến hành mình xây lên. Cho nó hoàn thiện thành một căn nhà ha. Nhìn cho nó đỡ trống với lại trang trí xung quanh đây luôn. Nhìn cho nó đẹp đẹp. Đó. Căn nhà này thì xây full bằng những cái đá sâu luôn. Nguyên vật liệu rất là dễ tìm ở dưới hang á, phiên bản mới này. Đây là phần khung của ngôi nhà trước rồi nè. Ồ, cái này còn thiếu. Đó. Còn thiếu gì nữa ta? Chắc bây giờ mình sẽ làm cái máy đi. Cái máy thì mình sẽ dùng gỗ hay là cái máy chắc mình sẽ dùng ván gỗ á. Đây, dùng ván. Phiến, cái này là cái phiến trong cái ván nữa. Đây là những cái phiến gỗ thôi. Đó, mình sẽ ốp thử rồi. Nếu ví dụ đẹp thì mình sẽ xây tiếp. Còn không thì mình sẽ đổi vật liệu ha. Cũng được thôi, chứ không tới mức là quá đẹp. Dùng tạm luôn. Mình chỉ xây sơ sơ dưới này hả. Để cho nó có cái phần giá đỡ. Tại vì phía trên của cái máy farm này mình còn trang trí theo một công trình nữa.
Cái này là công trình nhỏ thôi ha, công trình mini. Đây. Ui dồi, nhìn nó phèn nha. Hơi phèn một xíu. Nhưng mà thôi kệ, không sao đâu, không sao đâu. Một xíu nó sẽ hết phèn thôi. Rồi mình sẽ up tiếp lên như vậy. Ồ, hết ván rồi. Được, mình sẽ làm thêm thật là nhiều ván. Tạm thời mình xây cái máy nó đơn sơ gì thôi. Rồi, giờ thì mình sẽ thử ốp ngang coi coi cái máy nó có hoạt động bình thường không nha. Mình sẽ đợi một chút. Nghe cái cách của cái tiếng bắn ra là được. Ủa, mình sợ nó không hoạt động quá à. Ồ, nó vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì khỏe rồi. Cứ xây bình thường thôi á, nó không có ăn nhậu gì với cái máy farm hết. Nên không sao đâu, không ảnh hưởng. Rồi, mình sẽ xây như vậy. Xong. Giờ thì mới là công đoạn quan trọng nè. Vì đây là một cái máy farm gà á, nên mình sẽ dự định xây một cái con gà ở phía trên cái máy farm gà luôn. Nhìn phát là biết luôn á. Cho nó dễ. Và xây cái này nó cũng không mất nhiều thời gian đâu. Nên mình sẽ ngồi đây mình tự xây luôn. Đầu tiên mình sẽ xây cái chân nó trước. Cái chân con gà mình coi nó thì nó sẽ có cái chân gà màu vàng này, thấy không? Đó, cái chân gà màu vàng. Mình sẽ xây màu vàng luôn. Nè, cái chân. Rồi tiếp theo là cái mình. Tiếp theo là cái mình của nó. Đó, mình sẽ xây như vậy. Không biết có đúng không nữa. Mà đây là con gà mini thôi, tại vì cái chỗ này có chút ẻn à, nên mình không có xây bự được. Rồi mình sẽ xây cao lên. Ở trong này sợ mà có quái thì mình có thể lót một cái phiến vô ha, là nó không có xuất hiện quái đâu. Rồi bắt đầu xây lên cao cao một xíu. Nãy giờ mấy ô rồi? 3 ô đúng không? 4. Ô hết rồi. 4 xong là hết luôn rồi. Đi xuống dưới để mình làm cái bê tông trắng tiếp ha. Thiếu bê tông trắng rồi. Thấy vậy mà cũng thiếu bê tông nữa ta. Rồi tiếp tục công việc xây dựng con gà của mình thôi. Trèo lên. Để coi coi cái con mắt mình đặt đâu cho hợp lý nha. 4. Cái này là ô thứ 5 rồi nè. Lên 6 ô. Xây một hồi thành gà chân dài là chết luôn á. Gà chân vừa vừa thôi, đừng có dài quá. Rồi giờ tới cái mồng của nó nè. Con gà là thì nó sẽ có cái mồng ha. Ủa, con gà này không có cái mồng á. Ổn không? Thôi cho nó cái mồng đi, nhìn cho giống con gà trống. Rồi cái này là con mắt. Rồi tới cái lỗ mũi. Ê, để coi lỗ mũi gà màu gì. Lỗ mũi gà màu vàng. Màu vàng thì cho màu vàng. Rồi, ở dưới cái mũi thì nó sẽ có một cái màu dưới ha. Không biết đúng không nữa. Đó, ôi, bây giờ ra dáng con gà nè. Cũng được. Ôi giời ơi. Rồi, con gà có cánh không? Ờ, có cánh chứ, gà phải có cánh. Đây, cái cánh gà. Ui dồi, con gà này chân hơi bị dài nha. Bữa nay mình xây con gà chân dài rồi. Rồi xong giờ tới cái đuôi. Đó, gà trống là đuôi là phải cong cong, vảnh ngược lên trời ha. Nó mới đẹp, mới ra dáng gà trống. Này này. Nó. Ui xời. Quả gà này là gà chiến nè, chứ không phải gà thường đâu. Gà chiến á nha. Các bạn thấy được không? Úi xời. Vậy cũng được nha. Nhìn cũng ra con gà chứ bộ. Oh. Ok. Nếu các bạn thấy con gà mình kiểu như nhìn nó lạ lạ thì hãy để lại cho mình một like á. Mình rất vui ngồi đếm những cái like của các bạn đó. Nhưng mà đừng có chọc mình là con gà này. Nhỏ quá nha. Tại vì cái máy farm gà mình nhỏ xíu à, nên mình xây con gà nhỏ thôi. Chứ tự nhiên mình xây con gà to đùng cái là nó bị mất cân đối với cái máy farm á. Ok, vậy đi. Làm tới đó thôi. Vậy là xong rồi, cái chỗ farm gà của mình nó đã hoàn thiện rồi đó. Cái phần máy thì từ từ mình sẽ chỉnh lại rồi trang trí xung quanh nó lại sao á. Chứ bây giờ ngồi chỉnh thì hơi lâu á. Tại vì mình còn phải làm thêm một cái công chuyện nữa mà hôm qua mình đã kiểu như là tiết lộ cho các bạn biết rồi đó. Đó chính là mình sẽ dẫn những cái bác dân làng nào mà lười biếng bên ngôi làng kế bên nhà mình về đây ha. Lười biếng là mình sẽ cho công an việc làm liền. Không có được lười biếng. Phải chăm chỉ lao động các thứ đâu.
lười biếng là bắt về đây khổ sai liền. Rồi giờ cất đồ trước đã. Để dẫn mấy bé chăn làng về nó an toàn hơn á thì mình sẽ đi chưa, trước khi dẫn qua bên đây thì để coi làm máy farm ở đâu cái đã, phải chọn cái chỗ farm trước cái đã. Bên đây thì chắc ít bữa mình cũng sẽ xây nè. Cái chỗ nào mà mình hay đi tới đi lui nhất? Làm đâu giờ ta? Cái chỗ farm sắt á, nó cần phải phẳng phẳng một xíu á, mình xây nó mới dễ được. Chứ mà nó gồ ghề như vậy xây khó lắm. Cái nó xuất hiện tào lao tùm lum á, cái là hư máy farm nữa. Nên mình cần phải chọn cái địa điểm làm cái máy farm sắt nó kỹ một xíu ha. Mà gần làng quá thì sợ nó bị ảnh hưởng. Ô, mình thấy bên đây được. Bên đây nhìn có vẻ khả quan nè. 1, 5 điểm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có nào farm làm máy farm xong nó lọt xuống nước không ta? Sao nhiều nỗi lo quá à? Thôi kệ, làm ngay đây đi. Quyết định mình sẽ dời những cái bé dân làng lười biếng vô cái khu vực này để làm máy farm sắt ha. Trước mắt là vậy đi. Rồi, còn giờ thì mình sẽ dọn cái chỗ này ra. Và bắt đầu mình xây cái khung trước. Tại vì cái chỗ này á, mình cần phải có cái khung trước thì mới làm được. Dọn cỏ luôn. Cái này á, thì mình sẽ xây nó tầm 9 ô á. 9 ô thôi. Mình sẽ điểm ngang trước đi, điểm ngang cho nó dễ ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tới đâu ta, 9, đó, 9 ô. Tiếp tục là 9 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi thêm 4 ô nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi, ok, cái khung nó cơ bản là như vậy ha. Để coi mình hình dung coi. Cái này bé dân làng sẽ nằm ở đâu đây? Cái chỗ bé dân làng nằm bên đó. Nó sẽ né chỗ này ra. Ok, vậy là dân làng sẽ nằm ở hướng bên kia ha. Mình sẽ xây thành cái hình chữ nhật trước. Ủa, hình vuông trước. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coi thành hình vuông chưa? Rồi, hình vuông là đúng rồi đó. Những anh người sắt là sẽ lọt vô đây nè. Còn mấy bé dân làng mà lười biếng là sẽ bị nhốt bên này. Đó, cho mấy bé ấy biết trước số phận luôn. Rồi xây cao cao lên để nhốt cho nó dễ. Rồi. Ồ, nhưng mà nhốt không cần bự quá đâu. Một cái giường nè, một khoảng cách ngăn lại. Rồi. À, còn gì nữa không ta? Có đủ vật liệu không? À đủ. May quá. Vậy là mình đem ra vừa đủ luôn á. Dư luôn là đằng khác. Rồi, đây là chỗ đặc biệt. Một xíu thì mình sẽ tiết lộ sao. Giờ thì trước mắt xây cái khung như vậy là đẹp rồi đó. Đường ray thì mình dẫn làm... Ủa, cái này có bị dư không vậy? Ok, rộng rãi cho nó đẹp ha. Rồi, giờ thì mình sẽ dẫn mấy bé dân làng vô đây bằng đường ray. Coi. Mình tự làm cái đường luôn đi cho nó nhanh. Rồi. Hiểu ha, xe cái xe lửa nè. Tẩm. Là bé dân làng sẽ nằm ở một đống quan trọng ha. Giờ thì làm một cây cầu bắt ngang khúc đó luôn. Dẫn tới ngôi làng luôn. Mình có một stack máy à. Không biết đủ không nữa. Cái này mình thấy là thiếu chắc rồi. Mình ở trong nhà còn tầm một stack sắt á. Chắc mình khô máu luôn ha. Mình đầu tư hết sắt đó. Mình làm đường ray dẫn bắt dân làng về đây đi. Rồi sau này mình có máy farm sắt á. Mình gỡ sắt lại sao? Cái này là đầu tư chính đáng mà. Được. Ủa, chỗ này chắc phải có cái đường ray mà xịn xịn á. Cái đường ray mà tăng tốc á thì mới lên nổi. Thấy chưa, mới đây hết rồi. Chắc mình làm tầm một stack rưỡi hoặc là hai stack nữa thì mới đủ lượng đường ray để dẫn lên tới trên nóc nhà, dẫn mấy dân làng xuống được. Hơi chua nha. Và còn một cái rất là quan trọng khác nữa là cái xe mỏ. Mình phải phải có cái xe mỏ thì mới chở mấy bé dân làng được. Vậy là tốn thêm 3 xe mỏ. 3. Coi xe mỏ một lần chế tạo là 3 năm, một lần là 5, vậy là tốn 15 sắt nữa. Trời ơi, nghèo con mắt cái eo. Rồi, hôm bữa nghe đồn bác nào lười biếng bên làng này đâu ta ơi. Bác nào ta? Ủa, như bác đó trốn rồi. Ui, trốn nhanh vậy?
Ái chà chà, nhanh cái chân đây. Cái chân bác dân làng dạo này đi chơi hơi xa rồi đấy. Trời ơi, nhưng mà bây giờ bác trốn đi đâu hả? Giờ tôi thách bác trốn được đó. Giờ xin lỗi tôi đi. Giờ bác xin lỗi, tôi cũng không cho bác trốn nữa. Quạo quay, đi ra đây. Bà bác ha, tập bè tập bộ chơi với cái bác này giết lại ha, làm biến cái gan bác này đó. Hư hỏng quá. Bà đặt cái xuồng xuống. Đi ra đừng có lên cái giường. Lên giường xong là ngủ một giấc thẳng kè tới sáng rồi không có làm việc gì hết. Leo lên xuồng. Đi đi. Thấy chưa, các bạn thấy mấy bác dân làng không? Vừa thất nghiệp mà vừa lì nữa. Một bác. Bác tiếp theo, thí sinh tiếp theo. Thí sinh tiếp theo. Lên xuồng. Lên xuồng bác ơi. Ra đây đi, cho ngủ trên giường nè. Có giường nè. Bị dụ tí chứ. Mấy bác này ghiền ngủ lắm. Thấy cái giường là ghiền liền. Trời ơi, hai bác rồi. À, đây còn có bác gì đây? Bác này đeo kiến nhìn thời trang đấy. Ê, đừng leo lên xuống. Rồi bác leo lên rồi tôi ngồi ở đâu? Cái bác này. Bác lì ha, dẫn bác đi theo. Này thì dơm bay. Lên xuống. Nè, có cái giường này, lên đây ngủ đi. Có lắm cực, mơ đi diễm. Nè, lên đây, ngủ đi. Mình sẽ dụ mấy bác dân làng này bằng cái giường á. Chứ đẩy lâu quá à. Ôi, đây có cái giường nè mấy bác ơi. Lên giường ngủ đi, đây có cái giường đã lắm nè. Trời ơi, vụ dân làng chưa bao giờ dễ đến như vậy. Rồi. Ê, con cù né ra xe lửa nha. Né. Trời ơi. Không là tai nạn đấy. Sợ thiệt. Đi. Lẹ đi. Rồi, vậy nha. Đó. Nhìn đi, đây cũng là lần cuối bác gặp tôi đấy. Ít bữa nữa là bác bị giam lỏng đó. Đi. Đi lẹ lên. Đẻ lên. Lọt xuống dưới luôn. Và chắc bây giờ mình sẽ tranh thủ về nhà. Mình làm luôn ba cái giường á. Tại vì phải có giường thì mấy bác này mới có cơ hội ngủ được. A few moments later. Rồi, giờ thì mình sẽ dọn khu này ra. Đi, khu này hết cần rồi. Mình có thể dọn rồi ha. Cái đường ray nó bị làm sao á. Mình đập nó cứ... Đó, thấy chưa? Hình như đường ray bị lỗi hay sao rồi. Nè. Chua. Lỗi gì đây ghê vậy? Rồi, sơ bộ thì chỗ này nó sẽ còn một thanh niên nữa. Nhưng mà trước khi dẫn thanh niên nó vào thì để mình hoàn thành nốt cái chỗ hứng người sắt cái đã. Cái này thì mình sẽ xây cao lên luôn ha, cho nó chắc cố. Mưa này không biết nào nó tạnh, nó mưa. Mưa mấy ngày hay sao vậy? Sợ thiệt sự á. Rồi, giờ làm mấy cái phiểu tiếp nè. Phiểu. Đây. 1, 2, 3. 3 cái thôi à. Tổng cộng là 4 cái rồi. Yes. Và bây giờ còn thiếu không? Còn. Mình còn thiếu những cái gọi là cái cổng hàng rào á. Cổng rào. Đó, mình sẽ làm 4 cái cổng rào ha. Xô nhung nha mình. Rồi còn làm cái biển nữa. Đúng rồi. Cái biển. Nè. Tấm biển. 1, 2. Làm 2 lần là được 6 cái luôn. Quá đã. Xong. Ôi trời, gần tối rồi kìa. Đây quay là mưa gần được 2 ngày rồi đó. Tại ngày trước mình quên đi ngủ nên tới sáng đó, ngủ không kịp. Thành thử ra là mưa nó tới bây giờ luôn. Rồi. Giờ thì trước mắt là xây nốt cái chỗ này nữa ha. Mình nên xây 3 ô nha. Để cho người sắt cũng như là những con khác đó, nó có gì nó không có chui ra ngoài được. Rồi. Và mình sẽ đặt coi cách ở đây 2 ô nè. 1, 2. Đặt ở đây cái, đây cái. Đó. Xong phim. Công việc tiếp theo là mình sẽ xác định chỗ mình ngoi lên nữa. Tại phải có cái đường xuống nữa. Cái này là mấy ô? 1, 2, 3, 4 5 ô ha. Một xíu là mình sẽ đào về hướng này 5 ô. Ok, giờ thì xuống dưới đi. Ui da. 1, 2, 3, 4, 5. Ok.
Và đào xuống dưới này thì mình sẽ đào xuống cỡ 20-21 ô gì ha. Để cho nó sâu sâu một xíu. 1, 2, 3 nè. Rồi để cấp đào tiếp. 4, 5. Ô là trời, dướng cái chỗ này nữa. Mệt xỉu luôn á. Bây giờ thì công việc của mình là mình phải che lấp hết nước này lại ha. Mình làm cái đường lên xuống của mình. Nè cái đường cũ của mình nè, mình sẽ nói vô tới trong đây luôn. Ui dạ dạ dạ. Ui dù trời nhung nhà nó đốt đau hết. Thôi nhung nhà nó đốt đau á. Đó. Coi coi 21 ô là tới đây. Rồi che được bao nhiêu thì che thôi. Miễn sao lúc mình xuống này mà mình có chỗ để mình áp ca là được á. Lắp hết, lắp kính hết. Nó không cần đẹp đâu, chỉ cần kính thôi. Tầm này đẹp gì nữa. Tầm này chỉ cần kính là quý rồi. Đừng có lọt nước vô ha. Rồi. Ok, đẹp rồi đó. Giờ thì mình có thể lắp những cái khối này để cho nó mất đi cái ô nước ở bên trong á. Tại vì đây là cái chỗ nước không à. Xu nổi là ngay xây ngay chỗ có nước chứ. Sao? Giờ thì dọn ra là mình có thể bắt đầu gắn những cái phễu, đổ xô nhung nham và những cái tấm bản xuống là được rồi. Đã có thể bắt đầu dẫn cái nhân vật đặc biệt vô trong cái chỗ farm sắt của mình rồi đó. Rồi làm cho xong xíu nữa coi. Đây cái lỗ. Ồ đây còn ô nữa. Sao? Tấm bản thì mình sẽ đặt ở tầm cách một ô đi. Ngay đây đi. Tấm bản mình sẽ đặt ở lửng lửng á. Đây một cái. Đây một cái. Bên này cũng vậy. Đừng cho nhung nham nó tràn vô. Cái phễu mình sẽ đặt ngay đây nè. Giờ mình cần cái rương trước. Cái rương siêu đặt tiếp. Giờ cái phễu chĩa vô cái rương này. Đó. Đẹp liền, đẹp liền. Xong. Tiến hành đổ xô nhung nham cho thôi. Đây rồi. Đỡ vô. Một góc thôi cũng được nữa. Đó, như vậy ví dụ người sắt có lọt xuống đây thì nhung nham sẽ tiêu diệt người sắt thay mình ha. Còn bây giờ chắc mình đi lên quá. Ở dưới đây cũng mệt lắm. Thôi đi lên thôi. Sẵn tiện bây giờ đang là ban đêm á, nên mình sẽ tìm cái nhân vật đặc biệt đó luôn ha. Từ 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 từ. Trước khi tìm nhân vật đặc biệt này chắc phải vô trong dùng cái tên trước cái đã. Để không thôi nhân vật đặc biệt này biến mất tiêu là xong luôn á. Nhân vật đặc biệt này bắt buộc là phải tồn tại nha. Để không thôi là cái máy farm này nó sẽ không có hoạt động được đâu. Rồi mình sẽ chế thêm một chút những cái slab nữa. Những cái ván. Đây gỗ băng xa mình còn nhiều nè. Ván. Rồi ván mình sẽ đổi hết thành những cái phiến. Đấy như đây này, thật là nhiều luôn ha. Thẻ tên. Què a du đây. Sắt. Mình sẽ lấy thêm sắt. Tại vì mình đang cần một cái. Cái đe. Cái đe. Oh no 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 no. 3 khối sắt trước. 2, 3. Rồi làm cái đe thôi. Ở tên luôn á. Coi coi thẻ tên. Nhân vật đặc biệt. Đó. Nghe tên là thấy đặc biệt rồi đó. Nhưng mà nhân vật này rất là quen thuộc luôn. Đây nhân vật đặc biệt đây. Vừa nói có liền. Để mình chở nhân vật đặc biệt qua bên kia đã. Lên xuồng nhân vật đặc biệt ơi. Đây. Ao dù. Ui da nhân vật đặc biệt quýnh đau quá. Rồi. Ui nhân vật đặc biệt quýnh suýt nữa là mình ngẫm của tỏi luôn à. Rồi đi lên nhân vật đặc biệt ơi. Ê đừng có lọt lỗ nha. Ui hình quá. Lọt lỗ là xác định là không đường về luôn đó. Rồi lên đây giùm cái. Rồi. Đợi xíu mình cho nó qua đây rồi mình khiều nó xuống dưới. Đi xuống dưới. Đó. Nhân vật đặc biệt là chắc chắn phải có cái tên đặc biệt rồi. Rồi. Và để tránh trường hợp ban ngày thanh niên này bị trời nắng đốt cháy á, mình sẽ che nắng cho thanh niên này luôn. Thường lắm mới che nắng đó nha. Đó 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 kia kia kia. Chưa gì đã xuất hiện rồi. Anh xuống dưới giùm anh ơi. Xuống dưới đi anh ơi. Xuống dưới đi. Mình sẽ đổ nước vô ha. Để đẩy anh người sắt này vô chỗ mình mong muốn. Rồi múc thêm 2 xô nữa.
Đó đó đó, xuống đi anh ơi, ngại gì không biết nữa, xuống đi. Xuống đi. Đúng rồi. Vậy là cái farm của mình đã hoạt động được rồi đó. Đó, đây là máy farm sắt mini thôi. Phiên bản siêu nhỏ luôn. Rồi. Giờ công đoạn còn lại của mình là che nắng rồi ốp vòng vòng lại ha, để tránh trường hợp người sắt xuất hiện ở phía thành giống như vậy nè, thì nguy hiểm lắm. Ô ô ô ô ô. Ui, tôi farm sắt, tôi không farm zombie đâu. Đi vô khác đi. Farm sắt thôi. Trời trời trời, đừng có giặt lạc đà vô đây. Rồi luôn. Còn gì nữa đâu. Mà khóc với sầu. Trời ơi, chơi ác chứ nhỏ vậy. Ông nuôi lạc đà xong ông dẫn vậy đó hả? Đi xuống dưới giùm cái. Ôi da, trời ơi, tôi ta cứu người đó. Cái con lạc đà này. Bác buông dây giùm, bác buông dây giùm tôi đi, con này nó láo lắm rồi. Bác buông dây đi. Bác buông dây đi. Ôi, đừng có lôi. Em này vô tội. Ôi da. Bây giờ bác buông dây đi cho nó thành lọt dưới luôn đi. Chừa cái bụng mình lắm. Mình đã muốn cứu nó rồi mà nó hỗn sược ghê á. Rồi xong phim. Như vậy thì cái máy farm sắt của mình nó đã xong rồi đó. Xây nó hơi nó đơn giản ha. Nhưng mà để mình xuống dưới coi coi sắt nó đã được thu gom chưa nha. Mình đi xuống bằng đường này. Bây giờ vẫn đi xuống bằng đường nước thôi. Lần sau xuống thì mình sẽ nhảy xuống luôn cho nó chiến. Rồi, để xuống nước đây. Sắt thì nè, 10 sắt, tức là hai anh golem đúng không? Ừ, con lạc đà này thì láo tét cho người thành lạc đà chính luôn. Lượm cọng dây. Cọng dây miễn phí. Đó, như vậy thì mình đã có được một cái chỗ farm sắt AFK tương đối là ổn rồi. Mình chỉ khó AFK thôi là mình sẽ có sắt khá là nhiều á. Ok, như vậy thì xong rồi nha. Mình đã xong cái dự án máy farm sắt mini hôm qua rồi. Sắp tới thì mình phải AFK thật là nhiều để cho nó hoạt động tối đa công suất á. Như vậy thì mình mới có nhiều sắt để làm những thứ khác nữa. Những cái máy farm hiện tại á, các bạn thấy không? Sơ sơ mà nó đã ngốn mình rất là nhiều sắt rồi. Ôi da, trời trời, con này nó phun nước miếng mình nữa. Và có một số trường hợp là người sắt sẽ xuất hiện ở bên ngoài, thấy không? Cái này mình có thể khắc phục được nha. Bằng cách là mình sẽ ốp những cái ván này nè. Nó rộng ra tiếp bên ngoài này luôn. Về hướng hướng bên này cũng như hướng bên này ha, là người sát sẽ auto xuất hiện ở bên trong này luôn. Ok, để bây giờ mình sẽ sửa lại cái chỗ này cho các máy farm của mình nó hoàn thiện nhất ha. Bây giờ thì tới một cái chỗ hơi mạo hiểm một xíu ha, sau khi mình đã ốp những cái ván xung quanh tránh trường hợp golem xuất hiện ở bên ngoài rồi. Mình phải xử anh này, để không thôi là không có anh golem khác xuất hiện đâu. Mình sẽ... Trời, quýnh cái muốn sang chấn tâm lý luôn á. Mình phải quýnh anh này thôi. Trời, cẩn thận cái thằng anh quýnh mình cái nữa là mình đi bụi luôn chứ không có sang chấn tâm lý đâu. Quý ăn vô trước, ăn vô trước. Trò này chỉ nên thử một lần thôi nha, không nên thử nhiều lần đâu. Rồi, cần giết được anh á. Yes. Thành công. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô trong đó để mình coi thử ha. Ôi, cái máy nó có hoạt động là bình thường chưa? Trên lý thuyết là như vậy là đúng hết rồi đó. Giờ chỉ AFK thôi đó. Rồi. Để mình gần ở đây nha. Để coi kết quả như thế nào. Hồi hộp quá. Chèo này đứng cho dễ. Ở trên đây thì chắc chắn là không xuất hiện được rồi. Tại vì là những cái slab á. Chỉ sợ là... Ở phía bên này thôi à. Phía bên này thì chắc không xuất hiện đâu. Đó. Hello. Hoạt động rồi nha. Như vậy thì cái máy farm sắt của mình đã trở lại hoạt động bình thường rồi. Quá là thành công luôn á. Còn cái đường ray này chắc mình phải dọn nó trong thời gian gần thôi. Chứ không thôi có vài bác nghịch leo lên đường ray ụn vô đây là chết á. Các bác chân làng thương nhân đâu rồi ta? Quá rồi. Ui, ui dạ.
Lao tét. Con sư, người ta đang trao đổi. Mình coi coi bác này bán gì. Ồ, bán xương rồng. Mình chưa có gặp được sa mạc mà bác này bán xương rồng luôn. Dây leo nữa. Mà mình hết ngọc lục bảo rồi, bán một ngọc lục bảo thì ủng hộ được, bán ba ngọc lục bảo ai mà có tiền mua. Kìa kìa kìa, sắt. Người sắt xuất hiện nữa kìa. Đó, hoạt động rồi. Coi nãy giờ được bao nhiêu rồi. Ý, đã quá. Đợi 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 đợi. Wow, được hai mấy sắt rồi nè. Lấy liền nửa stack sắt. Quá tuyệt vời luôn á. Đã. Sau đây sẽ là trận chiến giữa hai thanh niên. Một tên full giáp sắt và kim cương, một tên là giáp da. Kết quả các bạn cũng biết rồi đó. Mình là hơi bị chiến. Ngủ thôi. Ròng rã sớm giờ cũng xong rồi. Giờ chắc mình sẽ đi ngựa một xíu quá. Mới sắm được cái ống nhòm hôm qua, quá trời thích rồi. Có ống nhòm thì ngắm được quá trời thứ xa mà mình không thể thấy được luôn á. Nè, ngắm được con gà của mình đó nè. Coi hôm nay chắc mình sẽ đi về hướng biển một xíu đi ha. Hôm nay thì mình không có đi về hướng biển tí nào luôn á. Mình toàn đi trên bờ nè, đi dưới hang nè, ở dưới địa ngục nè, chưa qua biển luôn. Giờ mình sẽ tò mò một xíu, đi về hướng biển coi có những cái con thuyền đắm hay không. Mình hơi bị khoái tìm kho báu luôn á. Gặp được thuyền đắm là hơi bị đã luôn. Có cái cung một xíu, mình sẽ cầm cung mình bắn luôn. Được, hợp lý. Xương không cần, vứt bông, vứt luôn. Biết gì nãy cất sắt ở nhà được rồi. Thôi kệ đi, mang theo cũng tốn có một ô à, không tới nổi. Gần cái chỗ ngôi làng thì không có con thuyền đắm nào hết. Chắc mình phải đi xa xa một xíu nữa để nghía mới được. Tại vì mình có ống nhòm mà, mình nghía từ xa được. Cú nhảy. Cú nhảy nè. Coi bật ống nhòm lên coi. Không có. Sao su cà na vậy? Khúc này không có nổi một cái con thuyền đắm luôn á. Ủa, tiếc vậy ta. Thì mình đi qua hướng bên này gần cái chỗ spawn của mình nè. Mình spawn tiếp đằng kia á. Và cái khối vàng từ cái tàn tích cổng địa ngục tới bây giờ mình vẫn chưa có đào được luôn. Hay là bây giờ mình lại nhân cơ hội này mình lấy luôn đi ha. Chứ để đây ngứa tai quá. Tự nhiên có cục vàng nằm tho loi ở đây à. Mình sẽ trèo lên mình lấy cái. Nhưng mà mình muốn giữ cái chỗ nhung nham này lại. Để có gì mình cần mình lên mình lấy nhung nham cho nó gần ha. Đỡ phải đi xuống tiếp dưới hang. Rồi. Qua đây. Quyết tâm là bữa nay phải gán tìm một cái con thuyền coi. Các bạn coi kìa. Dưới đáy biển nó không có nổi một cái con thuyền luôn á. Nhỏ thiệt. Toàn là mực không à. Bên đây là hình như ngay chỗ spawn luôn. Mình spawn đâu quanh đây thôi. Quay lại. Quá trời cảm xúc luôn á. Nơi chôn rau cắt gốm của mình là đằng này đó. Coi hướng bên này là cũng một cái bờ biển đó nè. Có gì không? Thuyền đắm. Thuyền đắm có không? Không có. Ồ, nhưng mà có rùa. Ui được ta. Ít hôm nữa chắc mình phải có một chuyến đi qua tới bên đây để mình dẫn rùa về quá. Mình khoái nuôi rùa lắm. Nuôi rùa rồi sau này mình làm cái thuốc từ vảy con rùa á. Đúng trâu luôn á. Uống vô giống như là mình bị được bất tử vậy. Đã lắm. Ý, đằng kia lại có thêm một cái tàn tích cổng địa ngục nữa cơ. Được rồi ta. Qua đó mình kiếm đồ sửa chữa nè. Rìu sửa chữa chẳng hạn. Nếu mà rìu sửa chữa chắc mình lụm thiệt á. Coi có phải có được một cái rìu sửa chữa hay không nha. Trong đó thì mình thấy đúng cái rìu sửa chữa là mình thích nhất thôi. Tại vì rìu lâu lâu mình dùng chặt cây á. Mình chặt xong cái mình sửa liền bằng kinh nghiệm á. Rất là hay luôn. Coi có hay không. Hy vọng thôi. Cơ hội là có đó. Có rìu. Rồi. Trời ơi, rìu hiệu suất. Tưởng cái nào, tưởng đâu. Thôi,
kệ đi. Hơi hụt hẫng xíu thôi. Rồi xong phim. Đi tiếp. Bên đây là có phải dùng sa mạc không vậy? Sao mình thấy cát tùm lum hết trơn á? Vậy bên kia có phải sa mạc không mà sao cát nhiều dữ vậy? Lúc đầu mình tưởng đây là sa mạc không á, nhưng mà không, nó là cái vùng bãi biển thôi. Mình sẽ zoom zoom qua bển coi coi. Rồi không phải sa mạc á. Nếu mà sa mạc thì nó sẽ có những cái cây xương rồng nè, hoặc là những cái cây, cái bụi cây chết á. Còn đằng này thì nó không có. Phía đằng kia là một cái hòn đảo khác nữa. Trời cũng gần tối rồi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được hai thứ ha. Thứ nhất là một cái chỗ không, nó chính xác hơn là mình trang trí thôi. Trang trí cái chỗ farm gà của mình bằng một chú gà con mini nè. Nhìn cũng khá là giống con gà đó. Không tới nổi ha. Và thứ hai là một chỗ để mình farm sắt. Cái năng suất của cái này là tương đối cao nha. Một đó kìa kìa, xuất hiện thêm người sắt rồi kìa. Một phút á nó được, ôi gì không không, 10 phút chứ, 10 phút nó tầm gần một stack sắt á nha. Nếu như mình tính không sai á, cỡ cỡ đấy. Nói chung thì cũng tương đối, mình AFK một tiếng là được 6 stack rồi. Quá là đã luôn. Mình sẽ cố gắng AFK để kiếm nhiều sắt, trong tương lai mình làm nhiều cái máy farm hơn nữa ha. Để mình bớt núp redstone coi. Chứ hôm qua làm có cái máy farm gà mà quê một cục luôn á. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.